lâu lắm mới về được hàng VIP rồi nha. Cho nên là tình rồi nha. Cửa 024 mà sao 41.6cc đời 95. Máy đẹp lên kèm. Quá đẹp. Máy này rửa lên hết sảy luôn. Đẹp. Xuất sắc nha anh em. Wow, cái này nó không xài cao su luôn. Nhôm luôn. Đẹp. Ốc ác bằng màu. Chuồng mới khuyết nhẹ tí. Quá đẹp. Máy chung máy xuất sắc. Nguyên rin. Đẹp bằng đi. Ui, trời, quá tốt. Phá thì xem coi xem thiếu gì ta. Lâu lâu mới có siêu phẩm anh em ơi. Giá đợt này lấy hơi cao anh em. Chung thôi chấp nhận thời thế thôi. Mấy tháng này không có hàng, đến khi có hàng thì các mối tranh nhau lấy thì giá lên cao quá trời lên cao mà. Đẹp. Đẹp long lanh. Chắc đấy, cái này như khi đổ xăng nó luôn. Ừ, lọc lọc mới lắm rồi nha. Con này được đấy. Thử coi. Thử xem nó đổ xăng có nọc không. Có lỗi lầm gì không? Sao mấy anh Đức anh vứt đi không biết. Môi xăng cho nó à, đóng e luôn. Không hút xăng. À, lên luôn. Lên luôn, lên luôn. Wow. Ok, anh em nào chốt thì gọi nha. Gọi hotline của bên mình nhá. Và trang TikTok của mình là có để điện thoại nhá, anh em mình liên hệ ha. Quá đẹp nha anh em.